chào mọi người, kênh Sức Khỏe Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu về vị thuốc quý sa sâm. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Thanh Bình ở bên dưới màn hình để xem thêm những vị thuốc bổ ích cho sức khỏe nhé. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán sa sâm tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch luôn được khách hàng tin cậy. Đối với nền y học nói chung và nền đông y nói riêng, thì sâm luôn là vị thuốc quý cho sức khỏe. Nếu Hàn Quốc có loại sâm quý của họ, thì ở Việt Nam chúng ta cũng tự hào là đất nước tồn tại nhiều loại sâm quý. Phải kể đến trong đó là sa sâm. Vậy sa sâm là gì? Tại sao lại quý như vậy? Tự hào là một loại sâm bổ được mọc từ trên cát. Cây sa sâm mọc khá nhiều ở các tỉnh ven biển nước ta, là cây có thân và rễ mềm, sống lâu năm. Dược liệu sa sâm có tính mát, vị ngọt, hơi đắng, có tác dụng thanh nhiệt cơ thể, điều hòa khí huyết và giải độc, hỗ trợ điều trị ho khan, họng khô, viêm phế quản. Sa sâm còn giúp bổ phế, cải thiện cơn sốt và khát nước, có tác dụng cầm máu và điều trị chứng chảy máu chân răng, lở miệng, giúp bồi bổ cơ thể do suy nhược, do tuổi cao sức yếu, do thiếu máu. Ngoài ra, theo một số tài liệu và dân gian truyền miệng rằng sa sâm trị thiếu sữa sau sinh, đẩy lùi chứng đầy hơi, ợ hơi. Cách sử dụng sa sâm: bồi bổ cơ thể do thiếu máu, kèm vàng da. 12g sa sâm, 12g tinh bột nghệ vàng, 4g hồi hương, làm thành một khang sắc nước uống hết trong ngày, kiên trì sử dụng khoảng 5 đến 7 ngày để nhanh chóng phục hồi thể trạng. Trị ho có đờm, tức ngực, viêm phổi. 20g sinh địa, 16g sa sâm, 12g mạch đông, 12g ngọc trúc, sắc chung với nhau lấy nước uống trong ngày. Thiếu sữa sau sinh, thịt nạc heo 100g, sa sâm 12g, nấu canh và hầm cho nhừ, nên vừa ăn nên dùng hết một lần. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng của sa sâm và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và nhấn đăng ký ngay bên dưới màn hình.